Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wild Cartoon. Trong bộ cartoon huyền thoại Courage chú chó nhút nhát, bên cạnh chú chó Courage thì có một nhân vật khác cũng đã để lại nơi người xem rất nhiều cảm xúc cũng như những ấn tượng sâu sắc, mặc dù có thể nói là ác cảm, và đó chính là Eustace, chồng của Muriel và là người chủ nhẫn tâm của Courage. Ngày hôm nay hãy cùng với Way to Wild Cartoon chúng tớ nhìn nhận lại về nhân vật Eustace này để xem ông ta có thực sự đáng ghét như những gì mà chúng ta vẫn nghĩ hay không nhá. Let's go! Đầu tiên, hãy cùng chúng tớ điểm qua vài nét về bộ phim hoạt hình huyền thoại này nhé. Courage the Cowardly Dog, hay với tự tiếng Việt là Courage chú chó nhút nhát, là một bộ phim hoạt hình hài kinh dị, được Jonah Dewart làm ra để phát sóng trên kênh Cartoon Network và được phân phối bởi Warner Bros. Chuyện phim xoay quanh chú chó nhỏ Courage được một bà lão tốt bụng là Muriel nhận nuôi. Cậu sống cùng bà và người chồng Eustace tại một nông trại nằm giữa một vùng gọi là Nowhere. Qua từng tập phim, các thế lực siêu nhiên sẽ xuất hiện và đe dọa sự an toàn của ngôi nhà cũng như hai người chủ. Cody lúc này trở thành người anh hùng bất đắc dĩ và phải xả thân bằng mọi cách để cứu chủ của mình. Dù vậy, Eustace vẫn ghét Courage và luôn mồm gọi cậu là con chó ngu ngốc. Bộ cartoon được phát sóng từ ngày 12 tháng 11 năm 1999 và kết thúc vào ngày 22 tháng 11 năm 2002 với 4 mùa phim, bao gồm 52 tập. Có tất cả 102 câu chuyện khác nhau. Điểm làm nên sức hút của bộ cartoon này chính là chất kinh dị và đáng sợ, một thứ khá hiếm thấy ở những bộ cartoon thời điểm đó. Mỗi câu chuyện lại là một thế lực siêu nhiên khác nhau, đó có thể là thế lực tâm linh, người ngoài hành tinh hoặc là những sinh vật đột biến gen. Tất cả đều sở hữu một tạo hình cũng như những nét đáng sợ riêng. Bên cạnh đó, những câu chuyện của Courage chú chó nhút nhát cũng có cho mình một chiều sâu nhất định. Các nhân vật phản diện đáng sợ đôi khi vẫn có những lý do hoàn toàn có thể đồng cảm. Ngoài ra thì sự dễ thương và ngộ nghĩnh của Courage cũng là nét thu hút tạo nên sức hấp dẫn vô cùng lớn của bộ cartoon này. Vào tháng 2 năm 2012, BuzzFeed cho biết rằng một tập phim được thực hiện bằng CGI của Courage the Cowardly Dog đang được phát triển. Tập phim này có tên là The Fog of Courage đã phát sóng vào năm 2014. Cho đến hiện tại, đã rất nhiều lần series được lục đục quay trở lại, song cuối cùng thì lại bị hủy bỏ vì lý do Cartoon Network muốn tập trung hơn cho các dự án khác. Và thực sự hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ được nhìn thấy hành trình giải cứu chủ nhân của Courage quay trở lại. Dù sao đi nữa, hình ảnh chú chó bê hai người chủ cắm đầu bỏ chạy đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Eustace, tên đầy đủ là Eustace Peggy. Ông sinh sống cùng vợ là Muriel và chú chó Courage trên một nông trại tại Nowhere, một thị trấn hư cấu ở bang Kansas, Hoa Kỳ. Ta thường xuyên bắt gặp Eustace mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt với quần yếm màu xanh ô liu đi cùng với hàng cúc màu đen. Trên đầu của ông gần như luôn đội một chiếc mũ màu nâu sẫm để che đi cái đầu hói của mình. Đồng thời, ông ta cũng dường như không có răng. Ông bà ta có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Vậy thì với Eustace, cả răng và tóc đều không có, thì lấy đâu ra góc con người đây? Eustace sinh ra vào một ngày không xác định trong một công viên xe kéo. Như chúng ta được thấy trong phim, thì có vẻ như mối quan hệ của Eustace với mẹ không được tốt. Bà ta gần như chẳng quan tâm đến ông, thậm chí còn tỏ thái độ ghét bỏ đứa con trai này. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng Eustace có một người cha là Ikit Peggy và một người anh trai là Hosh Peggy. Cả hai người đều có cơ thể vạm vỡ và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với Eustace. Tuy nhiên thì cả hai đã qua đời từ khá lâu trước đây. Eustace có khả năng đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của các thành viên trong gia đình vì ngoại hình và sức khỏe yếu ớt cũng như tính cách hèn nhát. Suốt thời thơ ấu, ông sống dưới cái bóng của người anh trai xấu tính Hodge, bị mẹ ghét bỏ và bị cha bỏ bê. Và đó có lẽ khả năng chính là một phần lý do khiến ông trở thành một kẻ ác độc, tham lam và độc ác như hiện tại. Ông gặp và kết hôn với Muriel từ năm 1953. Dù đã ở với nhau gần nửa thế kỷ, nhưng cả hai người vẫn không có con. Khi này thì sự xuất hiện của Courage đối với Eustace mà nói là một sự cố không mong muốn. Courage đã khiến cho Muriel, vợ của ông, không còn tập trung 100% dành sự quan tâm cho ông nữa. Đó là biểu hiện của sự ích kỷ bên trong con người Eustace. Được khắc họa là một lão nông dân già xấu tính, nóng nảy, độc ác, nhẫn tâm, tự cao và rất khó chịu, trái ngược hoàn toàn với người vợ Muriel tốt bụng, dịu dàng và hiền lành. Cảm giác mà Eustace mang lại cho người xem là sự khó chịu mỗi khi ông ta đay nghiến, hù dọa và hành hạ Courage. Ngoài ra thì sự tham lam độc ác và ích kỷ của ông với những người xung quanh cũng khiến cho người xem luôn có một ác cảm nhất định với Eustace mỗi khi ông xuất hiện. Có thể giải thích những hành động bạo hành và thái độ cáu bẳn với Courage của Eustace đến từ sự ganh tị, khi cả Muriel và mẹ của ông đều luôn dành cho Courage một tình yêu thương, thứ mà Eustace có mơ cũng không có được.
Eustace luôn chửi mắng Corit là con chó ngu ngốc, sau đó dọa cậu ta bằng chiếc mặt nạ quen thuộc. Ngoài ra thì mọi việc mà chú chó nhỏ làm đều không vừa ý ông. Bất kể cậu đã cứu ông ta cùng Muriel khỏi hiểm nguy không ít lần, thì câu nói cửa miệng của Eustace vẫn là con chó ngu ngốc. Hãy cùng tớ nhìn vào một mặt khác của nhân vật này nhé. Dù là một kẻ tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn, nhưng Eustace thực chất cũng rất yêu thương vợ của mình. Mỗi khi Muriel bị mất hoặc nguy hiểm, Eustace luôn luôn sẵn sàng hợp tác cùng Courage, thậm chí là dấn thân vào nguy hiểm để cứu bà. Ngoài ra thì ông cũng không bao giờ phản kháng khi bị vợ sai việc, đánh hoặc là chửi. Với người ngoài, Eustace có thể là một kẻ xấu, nhưng với Muriel, Eustace là một người chồng tuyệt vời. Nhân cách của một con người được hình thành thông qua quá trình trưởng thành. Với Eustace như chúng tôi đã đề cập ở trên, ông sống trong một gia đình không hạnh phúc và gần như không nhận được tình yêu thương từ những người thân khác trong nhà. Điều này vô hình chung đã dẫn đến sự ích kỷ và bạo lực dần hình thành trong lòng ông. Thói tham lam của Eustace một phần cũng xuất phát từ chính sự nghèo khó. Như ta được biết thì dù là một nông dân, tuy nhiên Eustace lại không giỏi trồng trọt. Suốt một thời gian dài, hầu như ông không trồng được cây cỏ gì. Điều này dĩ nhiên dẫn đến hậu quả là kinh tế gia đình của ông chắc chắn rất khó khăn. Và khi phải sống trong nghèo khó quá lâu, việc con người ta dần tha hóa và trở nên tham lam là điều hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm. Trong tập The Tower of Dr. Zalos, ta được thấy rằng cả bom buồn bã lẫn bom hạnh phúc đều không hề có tác dụng với Eustace. Nói cách khác, ông gần như đã chai sạn cảm xúc và không còn có thể cảm thấy hạnh phúc hay trầm cảm được nữa. Thứ mà có thể tác động đến Eustace lúc này chỉ còn là sự thỏa mãn lòng tham và những cơn tức giận. Theo chúng tớ, đây cũng là một phần xuất phát từ những tổn thương trong quá khứ của Eustace. Dù là một nhân vật đáng ghét, thế nhưng nhân vật này cũng rất đáng thương. Có khá ít tập phim mà Eustace có cho mình một cái kết đẹp. Dù trong tập đó ông có phải phản diện hay không, thì cái kết đến với Eustace gần như luôn không có hậu. Đơn cử như trong tập The Demon in the Matrix, sau khi cố gắng cùng Courage tìm cách cứu Muriel khỏi con quỷ đang ám bà, Eustace lại bị chính con quỷ này nhập. Sau đó, ông bị cuộn vào tấm nệm và trả lại cho phía bán nệm. Theo cá nhân tớ thì trong tập phim này, tác giả đã hơi nhẫn tâm với Eustace một chút. Hay như trong tập Mother Day, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tủi thân mà Eustace đang phải chịu khi chứng kiến việc người mẹ của mình, thậm chí là yêu thương một con chó hơn cả chính mình. Có thể Eustace không tốt, không hoàn hảo, yếu đuối và hèn nhát, nhưng ông vẫn xứng đáng có được tình yêu thương từ mẹ, điều mà lẽ ra mọi đứa trẻ sinh ra trên đời phải được nhận. Phân cảnh cuối tập phim khi hai mẹ con ôm nhau khóc, tớ nghĩ đây là một phân cảnh đẹp. Nhìn chung thì dù là một trong những nhân vật đáng ghét, đôi khi là phản diện chính của cả tập phim, song Eustace vẫn là một nhân vật cực kỳ thú vị. Ông xấu tính nhưng vẫn có nhen nhóm những điểm tốt. Eustace cũng là một người chồng yêu thương và biết sợ vợ. Theo tớ, đó là một điều đáng trân quý ở một người đàn ông. Eustace là đại diện cho những thói hư tật xấu của mỗi chúng ta, là tấm gương để mỗi người xem có thể tự đối chiếu lại bản thân mình và có thể từ đó có được cho bản thân những bài học riêng. Như vậy là tớ và các cậu đã cùng nhau điểm lại đôi nét, đồng thời là những góc nhìn khác về người chủ khó ưa Eustace của Courage. Theo các cậu, ông ấy đáng thương hay là đáng trách nhiều hơn nhỉ? Suy nghĩ của các cậu như thế nào? Hãy cho chúng tớ biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out.